Chào bà con, bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình quay cho bà con xem về cái bệnh mà da cấp và nốt sần ở trái chanh dây. Cái hiện trạng này hình như tất cả các vườn chanh dây tơ, chanh dây thu hoạch đều á, rọ thì đều bị hết. Thì với cái mô hình của anh Hồ ở huyện Đắc Bơ, Gia Lai á, thì cái vườn này mới có 5 tháng tuổi à, trái rất là sai, đều xanh và đẹp, bóng. Nhưng nó có hiện tượng là trái mà chuẩn bị thu hoạch á, là bắt đầu nó mềm, nó không có cứng. Và cái mô hình của anh á, thì trồng theo cái phương pháp là hai tầng. Thì với phương pháp này là phương pháp cũng cho chúng ta năng suất và hiệu quả rất là cao. Như ở clip á, các bạn đã thấy á, trái rất là xanh, đều và đẹp. Thì cái vườn chanh dây này mới có bị ba hiện tượng chính, đó là trái nó tóp mềm khi chuẩn bị thu hoạch á, chuẩn bị chín á, là nó mềm. Và cái thứ hai nữa là nó bị da cóc sần sần á, thì như ở lúc đầu bà con đã xem á. Và hiện tượng thứ ba nữa là nó bị phân trắng. Đó là ba cái hiện tượng chính của cái vườn này. Thì mình sẽ quay cụ thể cho bà con xem về hết chi tiết của cái vườn này. Vườn này rất là xanh và đẹp với cái mô hình là hai tầng. Và cái góc ghép của anh Hồ này á, thì anh làm theo góc ghép là hai góc linh vàng luôn. Bà con xem đó, hai góc linh vàng. Thì với cái chi tiết của trồng hai góc linh vàng này á, thì nó cũng mang lại rất là nhiều lợi ích cho bà con nông dân. Trái nó sẽ đều. Và cái thứ hai nữa là nuôi thân từ hai góc nó sẽ không mắc sức bằng nuôi một thân lên. Thì tùy vào mỗi nông dân mà chúng ta có một cái kinh nghiệm riêng. Thì với cái clip này mình quay để bà con chia sẻ được cái kinh nghiệm của anh dân, anh Hồ ở Đắc Bơ, hiện Đắc Bơ, Gia Lai. Đó, bà con xem nè, trái lá nó hơi bị vàng đó. Thì cái hiện tượng mà phấn trắng á, hầu như á, tất cả các vườn chanh dây chúng ta đều bị hết so với mùa mưa năm nay. Thì cái phấn trắng nó lây lan rất là nhanh. Mình khuyên bà con á, chúng ta nên phòng trừ kịp thời và tránh tình trạng lây lan. Đó là cái yêu cầu mình khuyên cho bà con xem. Vì hầu như bà con chúng ta đều có cái thói quen là khi nào bị á thì chúng ta mới cứu chữa. Thì lúc đó thì thực sự mình khuyên bà con là không nên, chúng ta nên phòng trước đi. Vì khi bị chúng ta chữa thì cái lứa chanh mà bị đó sẽ không giảm được bao nhiêu, chúng ta chỉ phòng được cái lứa chanh mới ra không bị tác hại nữa. Thì nên vào chuẩn bị mùa mưa đây luôn á. Thì năm nay hiện tượng mưa sớm và mưa rất là nhiều ở hiện tượng Tây Nguyên, Đắk Lắk chúng ta. Nên bà con cứ phòng bệnh cho mình, phòng tất cả các loại bệnh. Thì với cái vườn chanh dây mình hướng dẫn cho anh Hồ này xử lý. Thứ nhất đó là cái thuốc về chắc trái, bóng trái, đẹp trái. Thứ hai là thuốc gốc đồng để anh ta phun và phòng được cái bệnh phân trắng. Và cái hai đó là chắc trái, đẹp trái. Thì qua theo tư vấn á, thì cái vườn này á, thì nó cũng có hiện tượng là hay ngập úng. Mình cũng khuyên cho anh Hồ là có chế độ đào mương và kênh rãnh cho nó thông thoáng nước để chống tình trạng ngập úng. Vì hiện tại chanh dây chúng ta chết á, là do hiện tượng thứ nhất á, là ngập úng nước nhiều, sẽ làm cho nấm phát triển dưới bộ rễ. Và cái thứ hai nữa là chúng ta ít làm cành nè. Để cành nó rập quá thì nó làm ra cái hiện tượng nó là đốm dầu. Thì với clip này á, thì một lần nữa mình sẽ quay toàn bộ cụ thể bà con xem về cái mô hình trồng chanh dây hai tầng của anh Hồ. Thì với cái mô hình này á, bà con xem nãy giờ vườn chanh dây rất là tốt và xanh và hiệu quả. Thì qua nông dân chia sẻ thì một số cây cũng đã có hiện tượng là bệnh phá trắng. Thì mình đã khuyên bà con xử lý nhanh và liền để tránh tình trạng lây lan vào mùa mưa. Thì bà con biết á, vi khuẩn nấm rồi nó xâm nhập và nó phát triển nhanh nhất á, là vào mùa mưa. Nó theo dòng nước, nó phát triển, nó lây lan rất là nhiều. Thì vườn chanh này á, thì lúc đầu nhìn vô á, mình nhìn kỹ chắc là không có bệnh. Nhìn sơ qua là không có bệnh á. Khi mà nhìn kỹ từng góc á, thì đã thấy một số hiện tượng là mềm trái. Thì cái mềm trái mình khuyên bà con á, bà con phun cái chắc trái, đậu trái á, thì cái đó những dòng phân mà của nước ngoài á, để cho nó đảm bảo được cái chắc quả của mình. Chứ còn chúng ta phun những cái loại phân á, mà Việt Nam hay đa số thì thành phần nó không có đủ và không có cao, sẽ khiến cho cái tình trạng chanh của chúng ta nó chỉ được thất thời thôi, nó không được cứng mãi mãi. Thì qua clip này một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video của trái cây thơm mùa Đắk Lắk. Thì chúng tôi luôn cập nhật những video của nông dân thiết thực nhất và hay nhất về tình trạng hiện trạng của cây chanh dây của nông dân chúng ta đang trồng và đường trái như thế nào và các loại bệnh như thế nào, để cho bà con xem xét và rút ra những cái kết quả của mình và những cách phòng bệnh riêng của mình. Qua đó một số bà con nào cần tư vấn và cần hỗ trợ kỹ thuật thì bà con vui lòng gọi số điện thoại ở dưới được kỹ thuật hỗ trợ tại vườn để cho bà con được yên tâm về cái vấn đề mà sâu bệnh hại trên cây chanh dây của chúng ta. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này.